Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với Mr. Zero, mình là Mỹ Uyên. Trận đấu cuối cùng của Ronaldo chơi cho Juventus năm 2020. Cristiano Ronaldo xứng đáng được chấm điểm cao nhất ở trận đấu giữa Juventus và Lyon ở lượt về vòng 1/8 Champions League với cú đúp bàn thắng. Juventus dù thắng lại Lyon 2-1 ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League để cân bằng tổng tỷ số 2-2 nhưng vẫn bị loại do lượt bàn thắng trên sân khách. Nhìn chung, Juventus chưa đủ xuất sắc để khuất phục hoàn toàn Lyon do gần như chỉ biết trông đợi vào Cristiano Ronaldo. Quả thực, Ronaldo đã tạo ra khác biệt trên sân bằng kinh nghiệm và đẳng cấp để có hai bàn thắng. Đầu tiên, anh lại lùng thành công quả phạt đền cân bằng tỷ số. Sau đó, CR7 đã thực hiện siêu phẩm bằng chân trái bên ngoài vòng cấm trước khi đánh đầu suýt ghi bàn thứ 3. Cùng xem lại trận đấu cuối cùng của Ronaldo chơi cho Juventus năm 2020 nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh thứ 2 được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nhé. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. CR7 ơi, các bạn hãy nhanh tay đăng ký vào đường link được đặt ở dưới phần mô tả để sở hữu ngay cho mình một chiếc áo siêu phẩm nhé. Juventus là một đội bóng có truyền thống xem trọng Serie A hơn Champions League. Nhưng những năm gần đây, quan niệm của Juve dần thay đổi khi Champions League ngày càng trở thành một sân chơi lắm tiền. Từ việc bị loại sớm ở vòng bảng cho đến lên ngôi vô địch Champions League là khoảng cách của hàng trăm triệu euro doanh thu. Tuy nhiên, vô địch C1 là chuyện phức tạp hơn Serie A rất nhiều. Dù thống trị Serie A gần một thập kỷ, nhưng lần cuối cùng Juventus đăng quang Champions League là vào năm 1996. Hai lần gần nhất Juve bước vào trận chung kết là vào thời điểm của huấn luyện viên Allegri. Nhưng cả hai lần đều bại trận trước những đại diện Tây Ban Nha. Năm 2015 thua Barca, năm 2017 thua Real. Họ thua vì không có những siêu sao có mã gen Champions League trong đội hình như Messi hay Ronaldo. Thế là vào mùa hè năm 2018, Juventus mang Cristiano Ronaldo về sân Allianz với hy vọng sẽ đổi vận ở Champions League. Song dù có CR7, họ vẫn bị Ajax loại ở tứ kết mùa giải 2018-2019. Vào mùa hè 2020, Juve là phải dừng bước tại vòng 16 đội trước Lyon, bất chấp những nỗ lực mà Ronaldo gồng gánh. Hãy cùng xem lại những hình ảnh trong trận cuối cùng của anh ở mùa giải này. Ngày 8 tháng 8 năm 2020, Juventus tiếp đón Lyon trên sân nhà trong bối cảnh đã bị dẫn trước 0-1 ở trận lượt đi. Vì thế, không có gì bất ngờ khi Juventus là những người chủ động chơi tấn công ngay từ tiếng còi khai cuộc. Thế nhưng khi mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu thì đội chủ nhà đã sớm phải nhận gáo nước lạnh. Phút thứ 10, trong một tình huống tấn công nhanh của Lyon, Bentancur có pha va chạm với cầu thủ đội khách. Dù Bentancur đã vào trốn bóng trước khi chạm vào người OA trong vòng cấm, nhưng trọng tài cho rằng pha can thiệp là không hợp lệ và nhanh chóng chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Debay dễ dàng đánh bại thủ môn Szczęsny, đưa Lyon vươn lên dẫn trước. Bị đặt vào thế khó, Juventus buộc phải dồn lên tấn công mạnh mẽ. Phút 19, Federico Bernardeschi gây sốc khi bỏ lỡ một cơ hội ăn bàn khó tin. Tiền vệ 26 tuổi đi bóng vượt qua một loạt cầu thủ Lyon, bao gồm cả thủ thành Anthony Lopez. Thế nhưng, sự chần chừ của anh đã tạo điều kiện cho trung vệ Marcelo kịp thời phá bóng. Hai đội duy trì thế giằng co khi đôi bên liên tục có những pha pressing rất cao trước đối thủ. Phút 35, Juventus dần triển khai các phương án tạt sớm. Từ đường treo bóng vào vòng cấm, Cristiano Ronaldo xâm nhập đánh đầu nhưng pha bóng đó vẫn chưa đủ khó. Phút 38, anh có pha đánh góc điệu nghệ, chuyền bóng cho Bentancur. Nhưng tiền vệ người Uruguay không thể thoát khỏi hàng thủ số đông của sư tử sông Hôn. Trên chấm đá phạt sát vòng cấm ấy, Ronaldo tung ra cú dứt điểm hiểm hóc, song thủ môn của Lyon phản ứng quá hay.
Sau quãng thời gian tạo áp lực ghê gớm lên Lyon, những nỗ lực của đội bóng nước Ý cuối cùng cũng được đền đáp. Cú sút của Pjanic không thành công, nhưng bóng lại chạm tay của De Bruyne bên phía Lyon. Bất chấp cựu sao MU đã phân trần rằng anh đã khép tay sát người, trọng tài vẫn cho Juventus hưởng penalty. Như thường lệ, Ronaldo là người lãnh trách nhiệm thực hiện và CR7 đã thành công gỡ hòa một đều cho Juventus. Đây là bàn từ chấm phạt đền thứ 11 của Ronaldo ở Champions League kể từ sau lần đá hỏng trước Ludogorets tại vòng bảng hồi tháng 10 năm 2014. Bước sang hiệp 2, với nhiệm vụ phải ghi thêm 2 bàn, Juventus tiếp tục là đội chơi dồn ép. Tuy nhiên, sức công phá của đội chủ nhà lại đầy yếu ớt. Đoàn quân của huấn luyện viên Sarri tấn công rời rạc và không tạo ra được sức ép đủ lớn về khung thành Lyon. Thế nhưng trong lúc tưởng như vô vọng đối với Juventus, bản lĩnh ngôi sao của Ronaldo một lần nữa lại lên tiếng. Phút 60, siêu sao người Bồ Đào Nha thực hiện cú sút xa chân trái đầy táo bạo, hạ gục thủ thành Lopez, nâng tỷ số lên 2-1 và thắp lên hy vọng lội ngược dòng cho Juventus. Chỉ cần ghi một bàn trong hơn 30 phút còn lại, Juventus tràn lên tấn công, trong khi Lyon không giấu giếm ý đồ bảo toàn tỷ số. Ronaldo tiếp tục là người nỗ lực nhất bên phía đội chủ nhà, thế nhưng với sức của một mình anh là không thể nào đủ. Vấn đề của Juventus không chỉ ở năng lực mà còn là ở tinh thần khát khao chiến thắng. Ở bất kỳ tiêu chí nào, Ronaldo cũng đứng nhất và phần còn lại thì phải nói là dở tệ. Dybala có lẽ là cái tên hiếm hoi có đẳng cấp tiệm cận CR7 và biết cách cống hiến. Tuy nhiên, tiền đạo người Argentina vào sân ở phút 71 và ra sân ở phút 84 khi chưa bắt nhịp đã bị chấn thương. Những nhân tố còn lại có nhắc cũng chỉ thêm buồn. Higuain ục ịch, chỉ di chuyển cũng đủ làm người ta thấy mệt. Còn đội trưởng Bonucci dường như hài lòng với danh hiệu Serie A nên không thấy sự cố gắng. Tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp bàn thắng, thế nhưng một mình sự xuất sắc của Ronaldo là không đủ để giúp Juventus thoát khỏi một thất bại chung cuộc trước Lyon. Juventus thắng 2-1 ở trận lượt về, hòa 2 đều sau 2 lượt trận, song vẫn bị loại cay đắng khỏi Champions League mùa giải 2019-2020 vì luật bàn thắng sân khách. Đêm Turin, Cristiano Ronaldo vẫn là vì sao sáng nhất. Đáng tiếc, thứ mà anh nhận về chỉ là nỗi buồn để khép lại hành trình trong mùa giải. Vừa rồi là trận đấu cuối cùng của Cristiano Ronaldo cùng Juventus trong mùa giải 2019-2020. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới.